Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị em đang quay trở lại với kênh bán hàng của Shop Phạm Huấn nhé. Đấy, Shop em thì hiện tại đang có một cơ sở chính ở La Sơn, miền Trung Hà Nam. Các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp online hoặc là gần gũi như là Nam Định, Ninh Bình thì các bác có thể đến tận nhà tham quan những mặt hàng hiện tại bên em đang phân phối nhé. Đấy, vậy như các bác đang theo dõi trên màn hình đây, đấy quay cho các bác hàng như nào, bày ra rất là nhiều thì gửi hàng cho các bác cũng như vậy thôi, nên là về cái chất lượng sử dụng thì các bác cứ yên tâm 100% nhé. Đấy, về những cái mặt hàng bên em đang phân phối thì chủ yếu là hàng Nhật, Mỹ, Đức. Ngoài ra thì có một vài những cái hàng thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh nữa. Thì hôm nay em cũng giới thiệu trong video hôm nay cho các bác tham khảo luôn nhé. Đấy, thì đầu tiên giới thiệu các mặt hàng thì giới thiệu cho các bác cách thức để đặt hàng của bên em. Đấy, như các bác đang theo dõi trên màn hình đây nhá. Đấy, Shop Phạm Huấn sẽ có 3 số hotline chuyên để sử dụng để các bác đặt hàng, thì sẽ có 3 số này. Các bác có hai cách thức đặt hàng, một là gọi điện trực tiếp, hai là nhắn tin gửi hình ảnh qua Zalo hoặc là qua tin nhắn điện thoại. Và cũng lưu ý với các bác luôn là khi mà mình gọi điện đặt hàng ấy, đã gọi điện ok chốt rồi thì sẽ các sẽ không cần mình nhắn tin lại nữa. Còn nếu mà các bác đã nhắn tin đặt hàng mà thấy bên em trả lời lâu thì các bác cũng cố gắng đợi một chút rồi bên em sẽ lần lượt trả lời cho các bác nhé, để tránh cái trường hợp là lên nhầm đơn, trùng đơn cho các bác. Rồi, mở đầu cho video ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác sản phẩm, đó là về cái dạng đèn bão nhé. Đấy, đèn này thì nó có hai chức năng, gọi là đèn bão, nó vừa có chức năng là vừa là đèn vừa là quạt luôn. Cho các bác xem nhé. Đấy, các bác mua về nó sẽ có hai cái nệ như này. Các bác muốn sử dụng bác sẽ nệ giúp em. Cái này đi kèm sản phẩm thì nó sẽ có sẵn một cái dây sạc quá nhá, sẽ có sẵn một dây sạc đấy, nó sẽ có hai cách cầm. Bác thích rồi sử dụng quạt thì bác sẽ cầm cái chức năng này, còn các bác dùng đèn thì bác sẽ dùng chức năng này. Đấy, muốn đèn nó sáng thì bác sẽ kéo lên nhá. Đấy, các bác muốn dùng đèn thì các bác sẽ kéo lên, còn tắt đi thì các bác lại ấn xuống nhá. Đấy, mình cứ ấn từ từ thôi thì mình sẽ sử dụng lâu dài, chứ còn ấn dập một phát thì đèn nó rất là nhanh hỏng luôn. Đó là về chức năng đèn đấy, các bác nhìn nhá, cực kỳ sáng luôn. Đấy, ban đêm các bác đi trang trại hay đi đâu đó soi vườn thì mình cầm cái này đi rất là tiện nhá. Nó cái kiểu hình thức kết cấu của nó giống kiểu đèn dầu ngày xưa ấy. Đấy, cái giờ ngày xưa các cụ các ông cha mình là hay sử dụng cái dạng đèn dầu này. Đấy, cứ cầm đi đường nó rất là nhìn nó rất là đẹp coi nhá, thiết kế khá là mới mẻ luôn. Còn đây là về cái dạng chức năng là quạt coi nhá, chức năng là quạt. Đấy, các bác mà ví dụ như ngày mất điện hoặc ngày hè nóng thì các bác có thể sử dụng chức năng quạt này nhá. Các bác có thể nghe âm thanh của nó chạy rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh, nên là con quạt này nó tỏa mát, tỏa hơi rất là mát các bác nhá. Đó là về bên em ký hiệu, nó là dạng đèn bão, nó sẽ có hai chức năng vừa là đèn vừa là quạt. Dạng này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 180.000 một chiếc các bác nhá. Đấy, 180.000 một chiếc đèn bão. Các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm, đó là đèn bão nhá. Giá là 180.000 và nó chỉ có một màu duy nhất, đó là cái màu xám xám này thôi. Còn đây là cái hộp đựng của nó nhá, để cho các bác xem luôn nhá. Đấy nhá, có một hộp bìa đựng đàng hoàng luôn, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá, hàng mới tinh, đảm bảo với các bác luôn. Đó là về con đèn bão. Rồi, sản phẩm tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bác, đó là về con kia bình ly pha cà phê các bác nhá. Các bác gọi là ly pha cà phê. Đấy, thì cái ly này thì giới thiệu trước cho các bác, đó là nó là chạy bằng pin các bác nhá, chạy bằng pin. Còn này về các bác sử dụng, các bác sẽ lắp cho em hai viên pin con thỏ này về. Đấy, công tác sử dụng rất là ok luôn. Và nó là dạng là nó là inox nhiệt, nó gọi là cái dạng ly nhiệt, nó không có bị khi mà mình sử dụng nước nóng nước lạnh ấy, thứ nhất nó lớp inox này, thứ hai và nó bọc thêm một cái lớp nhựa này để khi mà sử dụng nước nóng nước lạnh nó sẽ không có ảnh hưởng ra bên ngoài các bác nhá, không bị ảnh hưởng ra bên ngoài, nên dùng con này cực kỳ chất lượng luôn. Và đây là cái phần nắp đậy của nó. Đấy, ngày thường mà mình sử dụng ly mình pha cà phê hay pha ngũ cốc, pha bột thì đấy thì mình phải dùng thìa, dùng đũa thì mình phải khuấy đều thì mình mới sử dụng được. Còn thay vào đó thì con này nó sẽ đa năng, nó tiện hơn một bước, đó là khi mà các bác muốn sử dụng các bác sẽ cho nước bột vào đây, nó sẽ có cái công tắc, qua nhìn nó sẽ có cái đấy công tơ bên trong, các bác ấn công tắc này nó sẽ chạy thì nó sẽ tự động, chức năng của nó là làm hòa đều giữa nước và bột luôn các bác nhá, rất là tiện luôn, chả cần phải khuấy gì nữa. Không muốn nó bắn ra ngoài thì các bác sẽ đậy vào giúp em và các bác bắt đầu sử dụng công tắc nhé, cực kỳ chất lượng luôn. Đó là về con ly pha cà phê. Đấy, con này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 150.000 một chiếc các bác nhá. Đấy, có cả tem, có cả tem chống giả made in Japan, cực kỳ chất lượng luôn. Và giá phân phối của nó là 150.000 một chiếc các bác nhá, bao ship. Con này thì dung tích của nó là tầm 250ml các bác nhá. Đấy, 250ml. Đấy, con này sử dụng pha cà phê, pha trà khá là vừa. Ví dụ như các bác sử dụng ở nhà hoặc là đi làm công ty, sử dụng cá nhân thì con này rất là tiện luôn các bác nhá. Rồi, kế tiếp giới thiệu sang cho bác cái dòng sản phẩm, đó là về con Zippo bật lửa nhá. Đấy, cái này miền Bắc miền Nam mình sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Miền Bắc thì người ta hay gọi là bật lửa, miền Nam thì người ta gọi luôn là cái hộp quẹt Zippo nhá. Đấy, nó sẽ có cách gọi như vậy. Cái các bác theo miền nào thì bác sẽ gọi miền đấy, rồi bên em sẽ tự biết. Đấy, con này là cái dạng này đầu tiên giới thiệu trước bác nhá, nó là cái dạng hàng mới nhá, còn nguyên tem nguyên mác, về các bác sẽ sử dụng, sẽ tem ra để sử dụng, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá, tem nhá, chưa có một tí sử dụng nào. Nên cái này là bên em nhập theo lô bãi. Đấy, hàng thì hàng chất lượng còn mới, nhưng mà nhập theo lô. Đấy, lưu ý với các bác luôn là nhập theo lô bãi về. Con này thì bên em phân phối với giá lẻ của nó là 170.000 một chiếc và bao ship, thì nó sẽ có bao gồm là có 3 màu sắc như này các bác nhá. Đấy, đen, trắng, đỏ. Đấy, các bác xem mà các bác thích ưng thích mẫu nào hơn thì sẽ lên đơn đặt hàng cho em cái mẫu đó kèm giá các bác nhá. Và cũng lưu với các bác là khi mà cái này bên em gửi cho các bác hàng là hàng mới và chưa có ga xăng bên trong. Để các bác sử dụng các bác sẽ mua, các bác đổ vào nhá. Đấy, nhiều bác gọi điện thắc mắc là ớt sao lại không có ga à, này thì dùng kiểu gì? Này, ví dụ bên em mà cho ga vào xong trong quá trình vận chuyển nó bị cháy nổ thì rất là nguy hiểm luôn. Này, bên em mà bán hàng là hàng mới tinh, còn nguyên tem nguyên mác các bác nhá. Đấy, về các bác muốn sử dụng các bác sẽ bóc tem ra rồi bơm xăng dầu vào đây sử dụng, cực kỳ chất lượng luôn. Đó là về con Zippo bật lửa, sẽ có 3 màu coi nhá.
Đấy, trắng, đen, đỏ, giá là 170.000 một chiếc, bao ship. Các bác yêu thích mẫu này thì sử dụng, đặt hàng sử dụng qua nhá, mã và kèm sản phẩm. Đấy, con nào mà mình đi đường hay mình sử dụng gia đình cầm đi nó cũng rất là tiện mà nhìn nó rất là sang luôn các bác nhá. Rồi tiếp theo là những cái sản phẩm nữa tiếp theo giới thiệu trong video hôm nay, giới thiệu cho các bác đó là về cái dạng bộ điều khiển các bác nhá. Bộ điều khiển từ xa thì bên em đang có hai mẫu mã thông dụng, đó là bên em ký hiệu nó là bộ điều khiển đấu nối và cắm trực tiếp các nhá, nó sẽ có hai loại. Đấy, vì sao là gọi là đấu nối, để khi mà các bác muốn sử dụng cái dạng bộ đấu nối này thì các bác dùng thiết bị nào thì các bác sẽ phải đấu dây thiết bị đó, thì nó hơi rắc rối ở cái phần đó một chút, nhưng mà sử dụng nó sẽ dễ dàng các bác nhá, sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, về con đấu nối này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 240.000 bao ship các nhá, 240.000. Đây các bác xem nhá, đây là hộp giấy của nó các bác nhá. Đấy là hộp đựng của nó, và bên trong thiết bị nó sẽ có hai cái này, một là cái công tơ và một cái điều khiển để các bác sử dụng để các bác điều chỉnh các bác nhá. Đấy, con này là cái dạng pin của nó là pin nó ngắn bằng hai cái đốt ngón tay của mình. Thế thì về cái dạng pin này thì hiện tại bên em chưa có pin bán sẵn, còn các bác muốn sử dụng thì có thể hết pin thì có thể ra mấy cái quán hiệu sách, quán đồng hồ, các bác có thể hỏi cái dạng pin này là người ta sẽ có các bác nhá. Đấy, và cũng lưu với các bác là cái dạng điều khiển này ấy, thì mỗi bộ thì nó sẽ có nhiều những cái mã mật mã nó khác nhau. Nhà các bác không có cái chuyện là một ổ mà có mua cái, ví dụ như mất điều khiển thì mua cái bộ khác và điều chỉnh được là không được các bác nhá. Đấy, lưu với các bác luôn là bộ nào thì nó lắp thiết kế của cái bộ đó, mã riêng của cái bộ đó luôn. Đó là về cái dạng bộ điều khiển đấu nối 240.000 bao ship qua nhá. Đấy, bên cạnh đấu nối thì giới thiệu sang cho các bác đó là về cái dạng bộ cắm trực tiếp. Rồi tiếp theo bên cạnh con đấu nối thì giới thiệu sang cho bác con sản phẩm đó là con cắm trực tiếp qua nhá. Con cắm trực tiếp này nó tiện lợi hơn một chút, là các bác muốn sử dụng cái sản phẩm nào các bác sẽ cắm vào luôn, điều chỉnh luôn qua nhá. Đấy, thì giới thiệu cho các bác chi tiết của nó sẽ có hai cái này, một là cái công tắc và hai là cái điều khiển để các bác sử dụng nhá. Đây cho các bác xem trực tiếp luôn như các bác đang theo dõi trên màn hình nhá. Đấy nhá, đèn em đã nối sẵn cái ổ điều khiển nó vào cái đuôi đèn kia. Còn đây là cái điều khiển của nó, đây các bác nhìn nhá, các bác nhìn đây là điều khiển của nó nhá. Đây có chữ on và chữ off, các bác nhìn nhá. Đấy, em ấn chữ on nó lên nhá, ấn chữ off nó tắt. Đấy, rất nhạy, cực kỳ nhạy luôn các bác nhá. Đấy, đấy con này thì bộ này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 300.000 một bộ các bác nhá, 300.000 một bộ giá bao ship. Thì nó sẽ có hai chi tiết như vậy, dùng rất là tiện. Thì độ xa của nó là con này là từ 1.000m đổ về, tương đương với một cây số đổ về các bác nhá. Nhưng mà nó không bị quá nhiều cái tường chắn thì con này sử dụng vẫn ngon lành. Đấy, nếu không quá nhiều tường chắn thì con này, ví dụ các bác ở xa mà nó không bị quá nhiều cái thứ nó chắn lại thì con này điều chỉnh cực kỳ ok luôn các bác nhá. Đấy, dung lượng và dung tích của nó là 5.000W, con này sử dụng cho máy bơm chạy 2 cân 2 cân rưỡi thì cực kỳ mạnh khỏe luôn các bác nhá. Đó là về con bộ cắm trực điều khiển cắm trực tiếp 300.000. Đấy, về cái bộ điều khiển từ xa thì sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu là đầu nối là 240, một mẫu là cắm trực tiếp là 300, đều là bao ship hết. Các bác xem mà thấy cái nào nó ưng ý mình hơn hoặc là mình dùng nó tiện hơn thì các bác lên cho em tên sản phẩm mẫu mã đó các bác nhá. Rồi, để quay sang bên này thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là về con đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm nhá. Tên là đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm, hình dáng của nó là cái dạng hình vuông. Đấy, con này thì nó sẽ có đèn sẵn rồi và nó là cái dạng chu xoáy, về các bác muốn sử dụng các bác sẽ xoáy vào cái phần chu nhà mình rồi sử dụng con đèn này. Và cũng lưu ý nói rõ tên các bác luôn các bác nhá, tên luôn nhá, đó là đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm, có nghĩa là chức năng của nó là khi nào nó đủ độ tối thì nó mới thích ứng nhá, nó tối quá rồi thì đi qua đi lại nó mới sáng lên. Đấy, cái này các bác lắp vào cái cửa đi lại chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh này, hoặc là trong buồng, những cái lối đi cầu thang. Đấy, sử dụng lắp con này những cái chỗ đấy rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, con này thì ở đây về các bác đấu dây vào, bên em đang phân phối với giá của nó là 100.000 một chiếc các bác nhá, 100.000 một chiếc. Đấy, mẫu bên em mới nhập về mẫu này nó là mẫu hình vuông nhá, có cả tem mác chống giả luôn, cực kỳ chất lượng. Về các bác có thể check mã vạch cực kỳ ok luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có hai cái dạng nút điều chỉnh, các bác có thể điều chỉnh cái độ sáng của nó là sáng mạnh sáng yếu, cái độ sáng tắt của nó nhanh hay tắt chậm, thì coi nhá, nó sẽ có hai cái đèn ký hiệu như này nhá, 32 giây này, 16 giây là 260 giây, có ký hiệu sẵn rồi. Còn đây là mức lên hẳn thì nó sẽ sáng mạnh, còn sáng nhỡ này, sáng yếu đấy nhá, nó sẽ có 3 mức độ, nó sẽ có cái công tắc bật như này, rất tiện luôn rồi đấy nhá. Hàng này hàng mới, bên em nhập về cái lô hình thức mới này, nó dễ dùng hơn cái loại trước kia. Đấy, giá của nó là 100.000 một chiếc, các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm đó là đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm. Các bác không muốn bị nhầm lẫn thì các có thể đọc rõ tên luôn nhé, bên em ký viết tắt là ghi là đuôi đèn, nhưng các bác trực tiếp rõ ràng thì các bác đọc luôn là đuôi đèn cảm ứng ban đêm. Đấy, 100.000 một chiếc các bác nhé, để các bác có thể chụp ảnh màn hình lại giúp em. Rồi tiếp theo video giới thiệu sang cho bác một cái sản phẩm đó là về cái dạng sức khỏe bản thân của nhá. Sức khỏe thì giới thiệu cho các bác đó là về cái máy đo huyết áp thông minh thôi nhá, máy đo huyết áp điện tử thông minh. Đấy, con này thì sử dụng là nó thiết kế là thiết kế mới mẻ và rất là dễ sử dụng. Để cho các bác xem bên trong nhá. Nhá, hộp nhá. Giờ hộp thì bọc rất là kỹ càng bên trong nhá, bọc cũng rất là kỹ luôn. Đấy, con này thì đi kèm thì nó sẽ có sẵn một cái giấy tờ bên trong nhá, giấy tờ để hướng dẫn sử dụng này. Bên ngoài đây về các bác muốn sử dụng nó sẽ có cái nắp này, các bác sẽ mở ra
rồi các bác muốn sử dụng các bác sẽ kẹp vào cái phần bắp tay của mình. Đấy, các bác khi mà các bác kẹp vào bắp tay nó có cơ thể con người nó tích điện vào rồi thì bắt đầu nó cái này nó sẽ đây nhá, đây là nút nguồn của nó sẽ sáng điện lên. Rồi các bác đo huyết áp để khi nào mà mình cảm thấy người mình nó không ổn định hoặc là mình cảm thấy mệt mỏi hay như nào đấy thì các bác sử dụng cái dạng này mình đo huyết áp trực tiếp luôn để biết là mình sức khỏe của mình nó đang ở mức độ bao nhiêu rồi mình biết điều chỉnh cho cơ thể các bác nhá. Đó là về con máy đo huyết áp. Đấy thì về cái máy này thì bên em đang phân phối với giá của nó là 650.000 các bác nhá, 650.000 một chiếc giá bao ship. Tên gọi của nó là đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp đây. Có giấy tờ giới thiệu cách sử dụng bên trong rất là cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, cái này ví dụ nhà mình có người cao tuổi hoặc mình sử dụng cho bản thân mình cỡ trung tuổi, trẻ tuổi mà mình cơ thể mình yếu mà mình hay bị tụt huyết áp thì sử dụng con này đo mọi lúc mọi nơi rất là tiện luôn các bác nhá. Đó là về dạng máy đo huyết áp, giá là 650.000 một chiếc bao ship các bác nhá. Đấy, như đầu video thì em cũng giới thiệu cho các bác rồi, ngoài những mặt hàng thiệt bãi ra thì bên em còn phân phối mấy cái mẫu mã đó là về những cái dạng thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh thì hôm nay em cũng giới thiệu cho các bác luôn nhá. Đấy, về những cái dạng thiết bị nhà tắm, đầu tiên thì giới thiệu trước cho các bác đó là về cái dạng vòi nối rửa bát. Đấy, vòi này thì ống vào của nó là dạng ống cao su, ống nối vào của nó là dạng ống cao su. Nếu các bác muốn sử dụng ống từ 21 đến 27 cái thứ đều vừa hết các bác nhá, bởi vì nó là dạng cao su nên các bác cứ lay mạnh vào là nó sẽ vào nếp ngay. Đấy, và vòi ra của nó là dạng vòi hoa sen, nó sẽ có cái nút điều chỉnh như này. Đấy, các bác thích nó chảy ra một dòng nước thì các bác sẽ xoáy vào cái dạng này, còn nếu mà thích nó xẻ ra hoa sen thì các bác sẽ sử dụng cái này, các bác xoáy ngang ra các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì bên em nó phân phối với giá của nó là 50.000 một chiếc các bác nhá. Tên gọi của nó là vòi nối, giá là 50.000 một chiếc và hàng là hàng Nhật các bác nhá. Đấy, từ giấy tờ bên trong bên ngoài cực kỳ chất lượng luôn. Đó là con vòi nối rửa bát, các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em tên mã sở hữu đó là vòi nối, giá là 50.000 một chiếc các bác nhá, sử dụng để rửa bát, rửa chén. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái vòi nước, các bác hay gọi là vòi inox 304. Đấy, con này thì đi kèm nó sẽ có một cái này để về các bác bắt vào cái tường. Và còn cái này thì các bác sử dụng điều chỉnh này để cho nó ra vòi nước này. Đấy, con này thì bên em bán cái vòi nước nó ra rất là mạnh. Đấy, về các bác sẽ lắp, đây là ống vào của nó. Ống vào của nó thì nó ký hiệu là con này là ống vào của nó là ống 21, ống vào của nó là 21 và ống ra là 27 coi nhá. Đấy, 21 27 nó một trong hai cái ống này xoay quanh. Đấy nhá. Cực kỳ chất lượng luôn, hoàn toàn là bằng inox, cầm cực kỳ là chắc tay coi nhá. Thì con này bên em ký hiệu nó là con vòi V21. Đấy nhá, nó chỉ có một đường nước ra thôi. Các bác muốn đấu đường nào thì có đấu nhá. Đấy, nước nóng hoặc nước lạnh đây là do các bác đấu vào. Đây là cái đầu đấu vào của nó, còn đây là đầu nước ra. Con này thì bên em phân phối với giá của nó là 60.000 chiếc. Các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm đó là con vòi nước V21, giá là 60.000 chiếc. Đấy, con này thì bên em bán rất là chạy bởi vì nó rất là dễ dùng và hàng là hàng inox nên cực kỳ là chất lượng coi nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu sang cho bác đó là về cái con vòi van chiên nước các nhá, van chiên nước. Thì cái này bác gọi nếu mà tên gọi của nó thì bên anh ký hiệu luôn là van chiên nước các nhá, tránh nhầm lẫn các bác gọi, các bác đặt luôn, gọi tên luôn, đặt hàng gọi tên luôn là van chiên nước. Đấy thì nó sẽ có ba cái đầu này các bác sử dụng nhá, để chia ra này. Nó sẽ có ba cái đầu chia như này. Con này thì bên em đang phân phối với giá của nó là từ 70.000 giảm giá xuống còn 60.000 nhá. Đấy, giảm giá xuống còn 60.000. Nha, bên ngoài có ký hiệu là 304, bên trong là SUS 304, có nghĩa là đúc hoàn toàn bằng inox 304. Đấy, cầm con này nó còn chắc tay hơn cả con V21 kia. Đấy, độ nặng của nó còn chắc hơn. Nên là cái độ chuẩn inox của nó là 100% luôn các bác nhá, không có gì trôi cãi, 100% là vòi inox luôn. Nó là con van chia nước hoặc các bác có thể gọi là cổ chia nước, giá là 60.000 một chiếc các bác nhá. Bên em mới giảm giá. Đấy, sale cho các bác trong dịp lễ Tết. Rồi tiếp theo thì giới thiệu sang cho bác cái dòng sản phẩm vòi đó là con vòi rửa chậu và con labo, con vòi chậu và rửa và con vòi labo chậu rửa, con vòi rửa chén coi nhá. Đấy, thì đầu tiên giới thiệu trước cho bác đó là về cái vòi chậu rửa. Vòi chậu rửa thì bên em còn đang phân phối hai cái mẫu thông dụng, đó là con bên em ký hiệu nó là vòi L1 và vòi L2. Thì nó sẽ có theo hai hình thức này các nhá. Đây, nó sẽ có hai kiểu dáng như này. Giới thiệu cho các bác luôn. Đấy, con L1 thì hình thức của nó là cái dạng bóng ống trơn. Còn cái dạng con L2 này thì hình thức ống của nó là ống dạng kiểu hình lò xo các nhá. Đấy, và con này thì con L1 này cân nặng của nó là 1,3 kg, còn cái con L2 ống lò xo này cân nặng của nó là 1,2 kg. Đấy, đầu ra của nó là cái dạng đầu vòi như kiểu vòi hoa sen các nhá. Đấy, các bác có để điều chỉnh quay bên này quay bên kia hoặc là gập xuống cụ ấy ngẩng lên các bác nhá. Đấy là do các bác điều chỉnh. Thì con L2 này bên em phân phối với giá của nó là 360.000 nhá. 360.000 đây cho các bác xem tổng thể hình vòi của nó luôn. Để khi các bác đặt hàng thì mình cân nhắc nhá. Đấy nhá, rõ ràng chính xác luôn. Đó là về con vòi L2, đây là công tắc của nó này. Và cái vòi nào thì là vòi thì nó sẽ đều có hai dòng nước nóng lạnh có ký hiệu sẵn các nhá, nút xanh và nút đỏ. Nút đỏ là dòng nóng, còn nút xanh là dòng lạnh các nhá, nó sẽ có hai dòng như vậy. Để về các bác lắp vòi và các bác cần biết là ký hiệu nó là bên nào là vòi nóng vòi lạnh, các bác sẽ có theo ký hiệu luôn. Đấy thì đi kèm nó sẽ có hai cái ống dây dẫn rồi nên bác không phải lo vấn đề là về mua về không có ống dây dẫn thì mua ở đâu. Nên cũng giới thiệu rõ các bác luôn là sản phẩm nó sẽ có hai cái ống dây dẫn đi kèm rồi. Đó là về con vòi rửa chậu là vòi chậu rửa là hai, giá là 360.000 và nó là hình của nó là hình dạng ống lò xo các bác nhá. Đây và còn đây là hình thù của con ống là một, con ống là một thì nó là ống trơn luôn nhá, ống trơn. Đấy, nó cũng chỉ có điều chỉnh là xoay bên này xoay bên kia thôi chứ nó không có vểnh lên mình xuống được bởi vì nó là ống trơn, ống cứng trơn luôn rồi.
Đấy, con này thì cân nặng của nó là 1,3 kg và bên em phân phối với giá của nó là 390.000 coi nhá. Đây là cho các bác xem tổng thể vòi luôn. Để khi mà các bác xem video thì các bác có thể chụp ảnh màn hình lại trực tiếp luôn coi nhá. Đó là về con vòi rửa chậu là một giá là 390.000 nó sẽ. Đấy, vòi rửa chậu thì bên em đang còn hai mẫu thông dụng như vậy, giới thiệu kỹ cho các bác để các bác xem mà thấy con nào nó phù hợp với cái dạng dòng nước nhà mình mà nhìn nó đẹp mắt hơn, phù hợp với gia đình nhà mình hơn, khuôn bếp hơn thì các bác lên mã đặt hàng cho em nhé, tên mã kèm với sản phẩm kèm giá luôn. Rồi, kế tiếp bên cạnh cái vòi chậu rửa thì giới thiệu cho các bác sang cái vòi labo rửa chén nhá. Vòi labo rửa chén thì bên em đang có hai kiểu mẫu mã, đó là bên em ký hiệu nó là sẽ có gọi là T1 và T2, và cái dạng nó sẽ có hai kiểu dáng, nó là dạng vuông và dạng tròn các nhá. Đấy thì dạng T1 này thì nó là dạng vuông. Đây các bác nhìn nhá, đầu nước của nó đây. Đấy các bác có thể điều chỉnh như, còn đây là cái dây dẫn của nó nhá. Đấy, sản phẩm vòi rửa chậu hoặc là vòi labo thì nó sẽ đều có hai cái ống dây dẫn như này về các bác sử dụng lắp vòi nóng hoặc vòi lạnh. Còn nếu cái vòi nào mà các bác ví dụ chỉ thích dùng nguyên vòi nóng thôi hoặc là nguyên vòi lạnh thôi thì các bác sẽ bịt cái vòi còn lại giúp em nhá. Đấy, các bác muốn không dùng một vòi thì các bác sẽ bịt cái vòi kia còn lại. Đó là về con vòi T1. Thì vòi T1 này bên em nó phân phối với giá của nó là 350.000 thôi nhá, 350.000. Và hình dáng của nó là hình vuông thôi nhá. Đấy, vòi T1 là vòi vuông, giá là 350.000 bao ship. Tiếp theo sang đó là về cái dạng vòi tròn. Thế thì vòi tròn này bên em ký hiệu nó là vòi T2 coi nhá. Đây, T2 giá là 280.000 bao ship. Đi kèm sẽ có hai cái ống dây dẫn cực kỳ chất lượng luôn coi nhá. Đấy, hàng thiết kế rất là chắc chắn luôn. Dùng con này khá là ok, hoàn toàn là bằng inox coi nhá. Nó là về con vòi Labo T2 giá là 280.000 là bao ship, dáng là dáng hình tròn. Còn con vòi Labo T1 giá là 350.000 và hình thức của nó là dáng hình vuông coi nhá. Đó là về cái dạng vòi Labo rửa chậu, các bác yêu thích mẫu nào hơn thì lên cho em tên sản phẩm mẫu đó các bác nhá. Rồi tiếp theo thì giới thiệu tiếp cho các bác một cái sản phẩm nữa để trước khi kết thúc video hôm nay. Thì em giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là về cái dạng cặp lồng đựng cơm nhá, cặp lồng đựng tôm. Thì về cái dạng này thì bên em phân phối cái dạng nó là sẽ có 3 ngăn. Đây bao gồm là 3 ngăn, đây cho các bác xem hình thức bên ngoài trước nhá. Nó là hàng sản xuất là hàng Gulling của Đức coi nhá, hàng Gulling. Đấy, Gulling là ký hiệu made in Germany của Đức, cực kỳ chất lượng luôn. Và chất đúc của nó là hoàn toàn là bằng inox coi nhá, hoàn toàn bằng inox. Và cho các bác xem cho kích cả các chức năng bên trong. Đấy, con này các bác sử dụng đựng cơm canh. Mình đi văn phòng hoặc là ví dụ mình đi biếu ai đó thì sử dụng con này, biếu người ốm thì cũng rất là tiện luôn. Nó sẽ có 3 ngăn, ngăn này các bác có thể đựng đồ khô này, ngăn này này thì các bác có thể đựng canh. Đựng canh thì ví dụ các bác ăn cơm ít thì các bác có thể đựng ngăn này, còn ngăn cuối cùng to nhất này thì các bác có thể đựng canh, đựng rau củ các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì bên em nó phân phối với giá của nó là 270.000 một chiếc các bác nhá, 270.000 một chiếc bao ship. Đấy, miền Bắc thì hay gọi là cặp lồng, miền Nam thì hay gọi là cà mèng. Nên là các bác theo miền nào thì các bác có thể gọi tên miền đấy nhá, là bên em sẽ biết rồi đặt hàng lên đơn cho các bác. Đó là về con dạng cặp lồng đựng cơm, giá là 270.000 bao ship và bao gồm sẽ có 3 ngăn. Đấy, cái phần nắp đậy của nó này thì nó vừa là chức năng là nắp đậy, vừa chức năng là bắt cơm luôn nhá, bắt đựng cơm luôn, rất là tiện. Đấy, các bạn yêu thích mẫu này thì đây cho em mã sản phẩm, đó là cặp lồng đựng cơm, cà mèng đựng cơm, giá là 270.000 bao ship các bạn nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Rồi, video hôm nay thì em xin phép dừng video ở đây, giới thiệu qua cho các bác một vài cái mặt hàng như vậy nhé. Những cái mặt hàng Nhật, Mỹ, Đức đều có đang xen những cái vòi nước sử dụng cho nhà tắm, nhà vệ sinh thì bên em cũng đã giới thiệu hết cho các bác trong video ngày hôm nay rồi. Đấy, các bác xem video, tham khảo video mà thấy những cái mặt hàng nó thiết yếu, nó phù hợp với đời sống và sử dụng gia đình nhà mình hoặc là khuôn viên nhà mình thì các bác lên cho em tên mã sản phẩm kèm giá nhé, để trong cái trường hợp bên em lên đơn thì nó tránh bị nhầm đơn. Ngoài ra mà các bác không chắc chắn tên gọi của nó thì các bác có thể kết bạn Zalo, những hai số Zalo đấy nhá. Rồi gửi hình ảnh thì bên em sẽ check đơn và tư vấn rõ nhất cho các bác những cái mặt hàng nó tên gì và giá thành của nó là bao nhiêu. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số này. Đấy, xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.